tuần qua xảy ra vụ tàu hậu cần phản sự khi trở về Đài Loan bùng phát sự kiện 24 binh sĩ được nghi nhận nhiễm virus corona. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch cho biết đã bố trí hơn 700 nhân viên trên tàu vào ở tại cơ sở tập trung kiểm dịch. Về hành trình di chuyển tiếp xúc của 24 binh sĩ này cũng giao cho chính quyền địa phương tiến hành khử trùng. Hôm nay ngày 20 tháng 4 trên tàu hải quân không có tăng thêm ca nhiễm mới, nhưng lại ghi nhận thêm 2 ca lây từ nước ngoài là ca nhiễm của 2 du học sinh trở về từ Mỹ và Canada. Ngày 19 tháng 4, tại cuộc họp báo, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Hải quân ông Mai Gia Thụ đã thừa nhận lỗi sơ hở trong phòng chống dịch. Ông cúi ngập người 90 độ bày tỏ xin lỗi, nhấn mạnh sẽ làm hết mọi nỗ lực chăm sóc sức khỏe cho nhóm lính bị nhiễm virus và gia đình của họ. Ông Trần Thời Trung, quan chỉ huy phòng chống dịch cho biết số người bị nhiễm virus trên tàu hải quân khá nhiều, có độ tuổi từ hơn 20 tuổi tới 40 tuổi trở lên. Thời điểm phát bệnh bắt đầu từ ngày 14 tới ngày 18 tháng 4, hiện đang làm rõ nguồn lây nhiễm. Tuy nhiên, có giới nhà báo nghi ngờ trong tháng 3 là thời điểm bùng phát dịch bệnh, cả nước đang trong trạng thái nửa phong tỏa, cấm người nước ngoài và công dân xuất nhập cảnh. Trong khi đó, phía quân đội lại có chuyến thăm nước ngoài để bây giờ trở thành lỗ hổng trong phòng dịch. Theo Cục Quân y của Bộ Quốc phòng cung cấp tư liệu cho nhà lập pháp cho thấy, trong chuyến tàu hải quân tiến hành thăm hữu nghị nước Palau, trong số 337 sĩ quan và binh lính, có 70 người từng xin khám bệnh tới 71 lần, trong số đó có 5 người bị sốt. Ông Trương Thượng Thuần, người triệu tập nhóm chuyên gia tư vấn cho biết, dự đoán đợt dịch bệnh xảy ra trên tàu hải quân sẽ không chỉ có đợt lần này, có thể còn một vài trường hợp nằm trong thời kỳ tiềm ứng, chưa phát bệnh. Những ca bệnh được công bố đầu tiên chưa hẳn là nguồn lây nhiễm. Chính quyền các địa phương lần lượt công bố hành trình di chuyển của 24 binh sĩ trên tàu hải quân được nghi nhận nhiễm COVID-19. Trong đó, chính quyền thành phố Cao Hùng công bố hành trình di chuyển của 8 người lính, gồm có 7 địa điểm như trung tâm mua sắm Hanshin Arena, chợ đêm Thủy Phong, công viên Itaewon, siêu thị Carrefour, siêu thị Costco, câu lạc bộ cầu lông Tứ Duy và bưu điện Tiểu Cảng. Ở Đài Nam cũng có một trường hợp anh lính hải quân cư trú ở khu vực Quy Nhơn được ghi nhận nhiễm virus corona. Anh từng đi dạo và dùng bữa ăn tại trung tâm bách hóa Shinko Mitsubishi, cũng từng đi mua thức uống tại cửa hàng tiện lợi Family. Vì vậy, vào đêm qua, chính quyền đã tiến hành khử trùng tại 2 địa điểm trên. Trung tâm bách hóa Shinko cũng sẽ dừng hoạt động để phun thuốc diệt virus. Ở thành phố Đại Trung cũng có 3 người lính đi trên cùng chuyến tàu hải quân được ghi nhận nhiễm virus. Ngày 20 tháng 4, chính quyền thành phố Đài Trung tiến hành phun thuốc diệt virus theo hành trình di chuyển của họ tại một phòng khám, tiệm cà phê 85 độ C, nhà hàng Big Tết, Ô Chỉ, siêu thị Carrefour. Chính quyền Đài Trung cũng yêu cầu các địa điểm trên phải ngưng hoạt động. Còn chính quyền thành phố Đào Viên cũng công bố hành trình di chuyển của 2 người lính cư trú ở Đào Viên được ghi nhận nhiễm COVID-19 là vào ngày 16 tháng 4 từng thăm nhà sách S-Lice ở trung tâm bách hóa Thủng Liền. Một người lính khác từng ở lại Cao Hùng và Gia Nghĩa trong ngày 15 và ngày 16. Ngày 17, anh đến thăm siêu thị Carrefour, khu Bắc Đức. Ngoài ra còn có một người lính ở Bình Đông từng đi thăm bạn ở trường đại học thể dục thể thao. Hiện chính quyền địa phương đã triển khai công tác diệt virus trên toàn diện. Tuần qua, do dịch bệnh thuyên giảm, cộng thêm thời tiết nắng đẹp nên các khu du lịch rất đông khách tham quan. Để tránh trường hợp quá đông người gây rủi ro lây nhiễm cao, chính quyền thành phố Tân Bắc ra quy định, nếu lưu lượng người đạt đến mức quản chế, sẽ khuyên người dân nên rời khỏi, nếu không phối hợp sẽ phạt từ 5.000 đến 100.000 đài tệ. Thị trưởng thành phố Tân Bắc ông Hậu Hiểu Nghi cho biết, nhiều người dân hẹn nhau đi leo núi nên những con đường lên núi rất khó kiểm soát. Còn tại 8 điểm du lịch thành phố Đào Viên, chỉ riêng ngày 18 tháng 4 đã đón hơn 100.000 khách tham quan. Chính quyền thành phố lập tức khởi động hệ thống camera giám sát. Riêng khu phố cổ Đại Khê đã có hơn 33.000 lượt người. Hồ chứa nước Thạch Môn thu hút gần 30.000 lượt khách. Thị trưởng Trịnh Văn Sáng nhấn mạnh, khi số lượt người vượt trên 50% sẽ thực thi quản chế lưu lượng người và xe. Vượt trên 60% thì các bãi đổ xe sẽ cấm xe vào, duy trì lưu lượng người và xe ở mức 50%. Tình hình dịch bệnh tại Singapore đang có diễn biến xấu hơn với 942 ca nhiễm mới chỉ trong ngày 18 tháng 4, lập mức cao kỷ lục. Tính đến ngày 19 tháng 4, tổng số ca nhiễm tại Singapore là 6.588 ca, trong đó người lao động nước ngoài thuộc nhóm nguy cơ lây nhiễm cao với tổng số 200.000 lao động nước ngoài do sống tập trung, một phòng ký túc xá có khi chứa đến 20 người. Số lao động nước ngoài bị nhiễm bệnh chiếm đến 60% tổng số ca nhiễm tại Singapore. Hiện nay có trên 10.000 lao động nước ngoài tại Singapore phải tự cách ly. Thủ tướng Lý Hiện Long cho biết đã thiết lập thêm cơ sở y tế và trạm cách ly. Gần đây, số ca nhiễm mới chủ yếu tại ký túc xá của lao động Nam Á. Theo CNN chỉ ra, chính phủ Singapore tuy mở rộng xét nghiệm nhưng lại bỏ qua nhóm lao động nước ngoài. Hiện chưa rõ nguồn lây nhiễm từ trong nước hay từ ngoài lãnh thổ, nhưng điều có thể khẳng định do không gian chật hẹp của ký túc xá đã làm gia tăng tốc độ lây lan của dịch bệnh.